Hello cả nhà nhé. Thì đợt này thì lại lồm trở lại thì một số anh em cũng nhu cầu cần sản phẩm, em cũng nhập ít thêm về để cung cấp cho anh em. Đợt lồm trước Tết em hết sạch hàng rồi. Đấy. Và đợt này thì anh em nào thực sự cần thiết thì mua vì đợt này giá cả rất là cao anh em nhé. Đây là dòng sáp vali điện áp 100V, dòng vali huyền thoại của thương hiệu sáp anh em nhé. Có dòng tay cong và dòng tay thẳng, công suất hút từ 7-8 lít đến 10 lít anh em nhé. Đấy, và giá thời điểm này thì bên mình sẽ báo công khai luôn cho anh em để anh em tham khảo, có thiết thì các bác mua, còn không anh em để đợt sau cho rẻ, vì thời điểm này mỗi một con là giá cả bên mình nhập vào nó tăng từ 300-400 nghìn một con anh em nhé, nên là anh em nào thực sự cần thiết thì anh em mua. Tất cả dòng là điện áp 100V anh em nhé, công suất tầm từ 300W để anh em cắm qua được nguồn tầm 7-8 nghìn W càng ok anh em nhé. Đấy, và giá rộng từ 2.500.000 đến 3 triệu một con. Đơn hàng bên mình chưa vệ sinh, đó là thứ đối đẹp, hàng tuyển mà anh em nhé. Mai mình sẽ vệ sinh dọn dẹp gia đình cho anh em để anh em lựa chọn cho nó dễ. Đấy, chưa làm nóng đẹp này. Lưu ý là giá thời điểm này nó cao hơn cái đợt trước, rộng từ 2.500.000 đến 3 triệu. Thực sự anh em nào cần thiết thời điểm này thì anh em alo cho em. Còn em nào nếu mà chưa cần thiết quá, nhà các bạn có điều hòa rồi thì anh em đợt sau cũng được anh em nhé. Vì thế này mình thông báo mọi người là giá cả nó cao, rất là lồm trước sản phẩm gì cũng tăng, đặc biệt là hút đầm các bạn nhé. Ok, anh em cần cứ alo cho em qua số thoại 0979665264, em sẽ chụp ảnh video và quay trực tiếp luôn cho anh em. Nói chung là dòng này thì chỉ mai kia là bay sạch thôi, làm không kịp cho anh em vì nó không có nhiều. Đấy, nên đợt lồm trước thì 4-50 con trong 1-2 ngày nó bay sạch thôi, đây có được chục con thôi, bây giờ rất ít các bạn nhé. Vì sản phẩm lần này thì tuyển hàng đẹp như này rất là khó. Đấy, bên mình thì chỉ làm hàng đẹp thôi, cung cấp cho anh em và làm hàng thương hiệu. Đấy, sáp này, bala này, hay là mít này anh em nhé. Ok, xin chào cả nhà những video sau.